Nga đã phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine. Kiev tiếp tục bị tập kích tên lửa. Nga đã thành công phá hủy một kho dự trữ vũ khí lớn của phương Tây ở Ukraine. Trong khi đó, các khu vực xung quanh thủ đô Kiev tiếp tục hứng chịu các cuộc tập kích bằng tên lửa. Trong ngày hôm qua, 15 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng vũ khí tầm xa để phá hủy một kho vũ khí tại thành phố Brody, vùng Lviv. Kho dự trữ này được cho là có rất nhiều vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược do phương Tây cung cấp. Cũng theo báo cáo cùng ngày, lực lượng vũ trang Nga đã thành công tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng ở vùng Kharkov. Ngoài ra, binh đoàn tên lửa ở Mykolaiv cũng tập kích thành công lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine, tiêu diệt 170 binh sĩ và lính nước ngoài.